thì nhìn chung thì đầu tiên là sau khi mà tháo cái thùng ra thì nó chỉ có một cái đầu như vậy, thì giống như cái thùng đánh gôn các bạn, như cái đánh gôn thôi, chắc tinh. Cái khối lượng của nó thì khối lượng của nó cũng tương đối nhẹ so với một người nam thì mình nghĩ nó là tương đối nhẹ. Sau này là cái túi để đựng cái tất cả đồ của em đây. Cái tấm này á thì nhìn chung nó cũng rất là êm, để mình xem cái chất liệu là gì. Cái này là outer fabric 100%. Tấm này nè, nó có một cái tấm lót mỏng ở phía trong thì có thể là rất là êm, ở dưới này một cái tấm nệm cứng, nó cũng đảm bảo là nó sẽ không bị quá lớn cho các em bé. Thì mình nghĩ là cái Zoe này là một cái thương hiệu cũng có tiếng của bên chỗ bên Anh nên thành ra là chắc là chất lượng cũng như là những cái phần đó thì mọi người bên đó là nghiên cứu hết rồi, nhưng mình cũng hơi cũng tin tưởng hơn. Này là cái cột trên cái củi. Wow. Ba phần. Cái này là cái thân củi, cái này nè. Không phải những sử dụng sau đó. Trời quan cái bạc. Dạ, mình hỏi là không có hướng dẫn sử dụng sao lắp, nhưng mà mình nghĩ nó sẽ rất là đơn giản thôi em về. Đồ để mở ra mở vô thì mình dễ dễ lắp nè. Nên là mấy bạn này, nếu mà mấy bạn nào mà đọc hướng dẫn thì sẽ dễ lắp hơn. Còn cái chỗ này mình nghĩ là người ta đã thiết kế một cách rất là dễ làm luôn rồi. Mọi người ai cũng có thể lắp được hết. Từ các bà mẹ cho đến các ông chồng ai cũng có thể lắp được hết về cái phần này hết. Nè, nó lộn rồi cái tấm này nè. Để qua bên. Không, cái tấm này là một cái tấm trường hợp này các bạn nè. Cái bé mà nó muốn chơi thì cái này là cái tấm lót ở sau cùng nè. Cái tấm này là cái bệ. Bệ thì nếu mà các bạn muốn cái bé nằm thấp á, chẳng hạn muốn mà bé lớn hay là một cái củi chơi á, thì các bạn để nó nứt dưới đây. Đó. Nếu mà mình mà để cho cái bé nằm cùng á. Nắp lâu luôn chứ. Nắp ra vừa. Thì là mình nè. Sẽ phải bỏ cái phần này vô. Đây là có hai cục này nằm ở trên đây. Hai cục này dùng để gắn cái hệ thống kết nối thông minh của Joey. Joey có quảng cáo một cái hệ thống kết nối thông minh đó này.
click. Mình xem ở đây, một cái click ở đây. Đây là đây, click ở đây người ta sẽ nút kia được. Đó, click vậy, nếu mình chẳng hạn mình hay thì thay ra thì mình có thể dễ dàng mình mở ra được. Mở sao? Ừ. Đây thì mình chỉ cần bấm vô đây thôi thì mình mở lên ha. Đó, bấm vô đây nè. Bấm lên, mở lên. Thì cái đồ này mình sẽ hướng dẫn các bạn để làm luôn cái đồ tay tải này luôn. Và cái này là mình sẽ cái này nó sẽ dậy lên dậy dậy. Ở đây nè, nó sẽ dậy. Đó, rồi sau khi mà mình click lên đây thì nó dậy thì các bạn. Để lên đi hạ dậy. Trên bên cục này nó có một cái đồ để vô. Nó vô khớp. Đó, được khớp rồi. Làm tương tự phần bên đây thì nó sẽ có một cái đồ này thì nó sẽ rất là đơn giản để cho mọi người. Thì như mình làm xong rồi mình sẽ chỉnh lại ha. Wow, thì cái này mình đánh giá rất là thông minh luôn, tuy nó rất là nhỏ nhưng mà nó rất là hay. Cái cũ như mình đã nói với các bạn, mình chỉ cần mọi người chỉ cần quan sát thôi, nó rất là dễ lắm. Rồi, sau khi đó là mình bấm ở trên đây nè, thì để các bạn sẽ đè xuống được cái này. Tương tự như là cái phần bên đây, dùng kẹp xuống. Rồi, thì đây có thể đóng xe ở đây, nó cũng rất là dễ dàng di chuyển. Như là nếu mà là xong cái phần củi rồi các bạn. Wow, nhìn đi nhìn này. Cái bàn củi này thì nó rất là chắc chắn. Mình lấy dùng lực mình ấn xuống thì cũng không nên bị gì hết. Đây cũng vậy, rất là chắc chắn rồi. Rồi những phần bên đây, phần được đánh giá. Nói chung là tuy nếu mà thực sự mình nói là chắc chắn bằng củi gỗ thì đương nhiên là không rồi. Thì củi gỗ nó vẫn mang lại cho chúng ta một cái cảm giác chắc chắn hơn. Tuy nhiên về mức độ tiện dụng thì mình nghĩ là cái củi vải này nó có thể đáp ứng được cho chúng ta một cái mức độ tiện dụng nhất định như vậy.